chào mọi người. Hôm nay là ngày của nhóm 14 tổ chức buổi tiệc đầu xuân. Hiện tại là đang mình đang đứng ở chỗ nhà ông Ngọc. Từ ngày mình ra làng Hồng, đây nhà ông Ngọc. Là cả nhóm đang chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm nay. Anh Bình chào mọi người đây, đang quay trực tiếp này. Anh Bình chào mọi người đây. Anh Bình. Đây là anh Bình nhá. Còn đây là chị Hằng. Còn đang... anh đang quay trực tiếp. Anh đang quay trực tiếp. Hả? Đang quay trực tiếp. Đi có bên trạm rồi anh nhiệt đi. Lạt nữa chứ. Đây là khâu chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Đây là ban thành viên của nhóm 14. Đây là anh Lệ. Còn đây là anh Quang. Còn đây là ông Ngọc. Đó là anh Cường. Đây là chị Hải. Anh Phi. Và anh Hùng. Được rồi, Tài Loan. Chả đang quay đó. Còn đây là bà Tình đúng không anh? Bà Tình này là ông Ngọc. Dạ, đây là của hai cây bưởi của nhà bà Tình này. Bưởi rất chi là to. Thế và hôm nay có bứt bưởi để cho nhóm ăn không? Mấy tháng mới quả to đi ba? Mới à? Quanh năm, quanh năm. Rồi tổ đi à, tổ đi cho con đi. Ở nhà đó đi. Không thấy. Còn cái tí nữa nâng đi vô đó tí kia đó. À. Mía, đây là mía của chị Hải này. Đây là các phụ nữ của nhóm 14 nha, thưa mọi người. Đó, đây là chị Lành nè, Màu ơi, mẹ Lành đây nè. Đó. Còn đây là chị Phương nè, anh Trung đâu rồi, Việt Kiều Pháp đó rồi. Nhìn chị Phương này, xinh không nè, mặt đỏ nè. Còn đây chị Hà này, Tráng ơi, Việt Kiều Pháp đâu rồi, nhìn mẹ Hà này thấy chưa. Tay đang đảo nếp để chuẩn bị không thối nó nổ nó. Còn đây là chị Tí, Hải về cửa Tây Ban Nha đâu rồi, quay nhìn nè. Đây là chị Tí nhá. Còn đây nữa là chị Thiên, anh Cương ở Pháp ở đâu? Có ba đứa con đang ở châu Âu. Để chiến thắng hả? Thì phải chào đi, chào chồng đi. Vậy thì tao chào chồng đi nè. Còn đây nè. Năm trưởng hình như có nghiệm đúng không anh? Còn anh đấy à, có nghiệm gì? Anh có một ca sĩ mới về đúng không? Đúng không? Làm miếng đó, có ca sĩ. Thế đấy à? Đà anh. Đà đó. Đó thì còn thiếu một số thành phần nữa. Chưa tới. Thường thì mỗi nhóm tổ chức vào ăn cuối năm mùa ra sau Tết tới sau rằm thì bà con rảnh làm một mâm cơm rồi ngồi lại cả nhóm xung vầy vậy á. Nghe nói hôm nay mời có bốn cha về á, thì các cha có về được không? Cha Thông, cha Trinh, cha Liêm và cha Quản Sứ.
chào Phương. Bé con nhảy anh. Chào con nhảy anh. Ba làng rồi. Đây là anh Tố. Đây là nhà của anh Trạng này. Nhà rất là đẹp. Mình nhá, xuống kia. Dạ. Dạ. Đây là nhà chị Phương, nhà rất là đẹp. Giáo hồi giờ này rất là vắng người, mọi người đều đi làm hết. Đây là thánh đường của giáo sư Trung Song. Đây khuôn viên của giáo xứ. Đây nhà của anh Hành. Nhà rất là đẹp. Trên kia là nhà của anh Hoan, nhà anh Công. Dưới này là của nhà mình. Đây là nhà chị Phương. Ở phía kia là nhà anh Vinh. Đó nữa là nhà của anh Trạng. Qua dưới này thì nhà của anh Lý, à anh Trí, nhà của anh Trí này, nó rất là đẹp. Mình thì năm nào cũng về, tháng năm về là một lần. Mà mình có những anh em đi lâu rồi chưa có đủ điều kiện để về. Mình quay video clip lên để cho mọi người được biết làng mình thay đổi như thế nào. Tuần tới là châu lượt của sứ rồi, nhưng mà mình không kịp, không ở nhà được. Ông dạ, cháu vai vườn này đi rồi đi quay thì để làm kỷ niệm. Dạ. Đây là đường đi lên đường 1 này, đường quốc lộ 1A này. Vắng người, học sinh đi học hết, bà con đi làm hết, rất là vắng người. Nhìn từ trên cây xăng đi xuống.
đi xuống đây, xuống dưới là một tỷ đó. Ông Thanh. Đây là đường đi ra đời trước này, đời xóm. Vậy chứ đóng Việt Nam mới gây tháng nước ngoài nè. À, ó. Trước là sân kho đời trước đó. Bị sáng các bà đang bên chờ được đổi người đó. Chờ thì thường tổ chức vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ 30 là hết người rồi. Họ đi mua xong cả đều cắt tủ lạnh đi làm. Viên nhà sử rất là đẹp, sạch sẽ thoáng mát. Quanh nhà mình nhỉ. Cha nuôi cả rất nhiều. Bông hoa rất là đẹp mọi người. Khuôn viên khu vực nhà sử.
chú Đường, nhà chị Trí, em sáu nhà mình. Rồi. Ok, hôm nay đó. Ok, lạt cầu đuôi chứ. Lạt xuống đây. Lạt đi xuống đây. Đó, nhóm 14 thì có hai dãy đường. Đường này và đường dưới kia, đường Nhâm Ngọc đó. Còn bên này này thuộc nhóm khác rồi. Quay cho mọi người biết là nhóm ta phát triển thế nào, xanh sạch sẽ đẹp, đường xã rộng rãi, bà con thì thân thương yêu nhau. Em ơi, em xuống chưa cho mọi người hỏi em kia, mọi người hỏi em nhá, đi xuống nhá. Quay mặt đi xuống đây, mặt đây đi xuống. Quay quá. Quay cái mũ của ai thế này. Hỏi hỏi chị Hảo, bà Hảo đâu rồi? Quý lắm, em chụp đi nha. Luôn tiền thì quay nhõm thì mình quay về nhà mình luôn. Khi nào mở ra xem là cũng thấy nhà mình, thấy cả nhóm mà. Không có mục đích gì khác nha, bà con đừng hiểu lầm nha. Nhà mình này, và video này để lưu lại làm kỷ niệm. Xanh sạch sẽ thoáng mát. Hai đứa con này. Bố anh lại đi xuống với bố không? Bố đi xuống với bố nhá. Mấy con chào mọi người đi. Con chào mọi người ạ. Ừ, giỏi, bố anh giỏi. Chào mọi người, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cái đào một tết ra hoa, bây giờ ra quả đây này. Xoài ra quả, đào ra quả nhá. Để cho nó sáng thử quả đâu đây nhá. Có cái quả, quả đây. Quả đào này. Con đường ngày này ngày nào mình đi ra đi vô, dù không ở nhà được nhưng mà khi nào mở ra mình thấy nhớ. Đây có một con đường rồi, đến hơi hẻm bên sau có ba nhà để chủ đường, nhưng mà sáng và nhà cầu cao, nhưng mà nhà bà sáng ba mỗi làm nhà. Đây nhà bà sáng. Là...
Cũng cáo chưa xuống à? Chưa xuống à? Gần đến giờ rồi, đi xuống thôi. Dạ. Chào xuống trước nha. À. Dạ. Đấy, mình còn hẻm, con đường hơi hẹp đó. Nhỏ xinh xinh nhất chắc là đẹp. Đi ra chưa? Đi ra chưa? Không biết chứ? À, không biết xin lề à? À, ok. Rồi. Dạ. Chà, cô gặp quái đó hối thế là cả cả đi quá mà hối lắm. Hai đứa vô cái tay đó, họ đứa vô cái mua cả trong cái đấy. Mua cánh mò. Mua cánh tay, mua cánh. Đi rồi, quật khú đó. Đi rồi. Kiểu đi về bên sỉ đó, không bên lệ sao? Nhà này có quả không Vinh? Hả? Nhà này có quả không? Quả đâu em. Dì Hà đã nói ó về cắt kỹ cả trái đi quá thế mất đẹp ấy. Chú vô ăn mà nghe mùi hôi cũng được. Cháu ráng nói đấy, chú nói hay nói anh ghen ghẹt này khác. À. Chuyện tí đúng biệt đấy. Đó, đây là khu vực cái đường của nhóm nhà 14 nhá. Sau kia là nhà ông... Sau này nhà ấy, nhà ông Bắc rồi... nhà chu lục và hết sau kia là lưng hầu đó, đó là khu vực nhóm minh bộ nó ba con Yeah.